lấy cái này chú. Lấy cái này. Đây là cái này là chú gọi là bát sách. Đâu? 9 kiểu đấy kiểu bát sách chết à. 9 anh ơi, 8 đầu 2 lèo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 còn 8 chết đúng không? Đúng không? Đây chỉ 8 thôi chú ạ. Bát sách à? Bát sách. Mẹ mày mới đếm nào là kiểu mẹ nó thì tí ơi. 8 thế này 89. Bát tiền. 8 đỏ. Bát tiền. 8 đỏ 2 lèo. 8 đỏ 2 lèo. Mẹ thế là không biết đánh chặt. 8 đỏ 2 lèo. Thông bạch thủ chơi. Bạch thủ chơi. Không biết đánh chặt. 8 đỏ 2 lèo. Bỏ tay. Chưa? 5 lèo. Ngồi đây. Không không em cũng nhấp tí đi, nhấp tí đi. Long con này nhẹ nhõm chơi. Nhấp tí đi anh em. Thôi tay hàng phố. Xem này nó có hoa tím đi. Đang hoa. Con này là bậc kỷ người yêu ấy, thích lắm hoa tím. Ông trời tạo ra cơn nóng nguy hiểm quá. Anh em toàn ngồi bình luận cây thôi cả nhà. Mùa mùa toàn mua trong quán nước này. Đỗ xe của tôi. Ngoài kia nắng kia quay đúng không? Trong cái thơ nó giả chiều 2 đấy. 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 Đúng 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 đúng. Cái này giả cái này chiều 2 thế này. Ai mua 100 tôi. À nhưng mà nhớ gửi cho nó cái đồ đổ ấy. Cái đồ. Chuyển luôn. Rồi. Bây giờ có người múc rồi. Đâu chưa chơi vài trăm mà chơi. Thấy cái xe máy ở đầu kia cũng vậy rồi. Lượn vòng xem có gì không đã. Chả có gì thôi. Đỗ chỗ nào đẹp đẹp. Chắc có chỗ này vẫn dâm dâm. Mày vẫn dâm mát nhỉ. Mở hàng chưa anh Hiếu? Chưa mở hàng cái gì em ạ. Chưa mở hàng. Hôm nay oi bức nó lạnh. Nhưng mà lại chưa nắng đến đây nhỉ? Chưa nắng đến đây, bức nó là nắng. Kênh Châu đẹp này mà. Đấy. Tình thi chuyển cái gì đây? Bấm cái gì đây? À. Gọi con giấy. Cành, cây châu cành. Ăn quả rồi. Cây ở đảo rừng. Giống ở trong rừng như vậy. Bên này có ai dâm cành bao giờ rồi? Không dâm được thì không ra nó mỏng đấy. Kiểu đào rừng cho chặt đến đây. Đấy là lá đỏ đỏ đẹp. Chỗ này còn mát. Không bình đẹp. À bác kia có cái ổi rồi. Mùa chứ, ác chưa? Hôm nay chào 500 anh em mấy cái. Quay là phải chào 500 anh em. À ra. Chào 500 anh em. Chào đang các. Xem trên hình cả nước. Nóng này mà hôm qua các bác chó hay là mèo không biết. Mèo. Mèo đúng không? Đấy đĩa rau má to lắm. Thế thôi. Nhìn mà cũng thèm, chả biết làm nào được. Nặng quá. Dạ, bây giờ rồi. Ấy chà, này tí nữa sờ vào đây là bỏng tay đây. Cây này của đại ca nào đây? Tầm 10 giờ là. Quả này kiểu như là cái chùa gì ở trong Bình Định nhỉ? Treo leo. À thế à? Vâng. Cây loạt này là cũng của ai không biết? Cũng cả của mình và của. À thế à? Đấy hai, có hai cái rình rành đẹp này. Cái ổi này của bác Hưng Yên như đây, biển số xe đây nhưng không biết là ai đâu. Tí nữa để ra quay chi tiết. Đây hai cái rình rành. Rành rành này bao tiền cây đây anh? Rành rành 4.5. Ừ, được đấy. Nhỉ. Yeah. Chuẩn giá đấy. Chuẩn giá. Hay đấy. Chọn được hàng hay đấy. Ra đây xem các bố nói chuyện tí, nắng lắm. Giải khát, giải khát buổi sáng. Quay phẩm mà lão Mai ngắm trăng lên giảm đi. Ở đấy. Vâng. Tên hay quá nhỉ. Lổ đi, tên này thật mà. Đâu đâu, nó là cái nào đây? Đấy. À kia gì? Ông già ngước ngước lên gì? Ừ.
Lá móng đây. Cho anh quay đi. Bao tiền đấy? Bao tiền đấy? Chú báo thì tí nữa ra quay. Hả? Ngồi đây để biết. Chưa rồi. Thế hôm nay là thằng này là một cái bịch tiền. Hôm nay mang mỗi cây đi à? Có hai cây đẹp bán mất rồi. Đấy. Mai phải đem sơ thửa cái nón lá. Hôm nay vẫn còn có tí gió. Gió sợ đấy. Tí nữa nó vào chỗ này rắn. Ôi trời. Ngồi không cũng vuốt mặt rồi. Đấy, quay luôn cả nghệ nhân đang uốn éo đấy. Quay luôn. Uốn nắng này có sợ mệt không? Nhưng mà phải bẻ thì nó mới người ta mới nhìn mới thích đúng không? Bẻ ra hình ra dáng thôi. Đấy, ôm chậu đấy, đổ ôm chậu đấy. Đổ đấy. Giá rẻ giật mình đúng không? Giá rẻ giật mình đúng không? Đấy. Có khách nào đi rồi để tí rồi luôn. Đến 9:30 là không có ở chợ rồi. Đấy. Mua tí nữa là có người múc ngay. Đổ giá rẻ giật mình. Nhìn ở đây thì biết Hồng Ngọc Mai đẹp nhất chợ đây. Siêu quá nhỉ, cái này sao lùa cái cổng cổ đẹp. Trời, cổng đang ở đây cuộc nốt cái này đây cho cổng đang. Cổng to như cổng này đó. Cổng nhỏ nhiều cổng này cho cổng đang nhỏ ôm chặt đó. Hạt gạo làm ra quay luôn cả ông bạn kia hôm nay không biết là gửi cái gì anh không, ngồi ở đây sớm lắm. Xem nào, từ cứ đi từng góc một mình ấy. Nhớ cái vòng cắt đến đây hay cắt đến đâu hà ra kính cho quay triển chiêu. Cái này nên nằm cái trước ở đây. Cắt bỏ luôn, cắt bỏ cả tất cái trên luôn. Cắt tất này đi, đấy. Cắt này đi để đây phóng này ra thôi. Đâu mình mua được không tập cứ tập nữa. Gần chiều qua mình lấy về thì có phải có nhà đâu, mình mua của người ta. Tất cả là bán chạy nhất chợ đấy. Bán toàn mấy chục cây lúc. Vậy cái này cái nắp biển này, xong rồi nán. Cái này là cho ký vào đá thì nó không được, cái này thì kiến bệ nó mới đẹp. Biển này. Cứ mẹ cái này. Cái đấy là mấy triệu đấy? 600. Đấy ông đi con mỏng này. Cái này có canh thôi. Cái này ra một canh. Đây xem cái này gì đây. Cứ mẹ cái này nhỉ. Cái này cái chậu đẹp nhỉ. Chậu này đấy thì triệu ấy đúng không? 100 rồi đấy. Chậu trong cổ thì 5-7. Nói bắp thắt. Đúng không? À có 5 à? Đúng rồi. Có 5 có ghi 5. Cái lễ của nó là niên đại Khang Hy à? Cũng một bản cái chọc này nào nhưng thủ bản cây 98 à, 98 thì 2000 rồi. 20 năm, 20 năm. Cái chọc này là nó cũng bản cái chọc nó một cây mà, nó cũng một cây của cả chọc. Được. Nó về khoảng cái cây đi được.
lấy chậu tôm cua cá về xong đĩa. Cua cá đấy, lấy cái chậu về có lộc lắm ấy, tôm cua cá, tôm cua cá gây cả chậu đấy. Nó phải cắt tay cái đấy cũng cứ mua, cũng cứ nhà này có sới cơ mới mới mua được, đều cũng cứ để chậu sới cua, chậu tôm cua cá. Cưa là bác cưa ngay đấy, nhà cưa cái xô kìa, cứ tạm để đấy cả. Trước hiện nay là mình trực quanh nha, cái là kế hoạch của nó này. Cứ vậy để đây thôi, còn không kịp quẩn. Quanh cái thân này nó đã trực rồi thì ngọn tay thôi. Nó bị ngủ ở đâu vậy? Cây không phải, cây không để làm tầm. Cái gì đây? Lão mai nhóm trăng đêm tầm ở đây nên không có bị lăng nhỉ. Đấy cũng là cây không hiểu. Là nhóm trăng đêm tầm à? Mai ngắm trăng đêm đầm. Tưởng là nhìn các cháu đi tắm ngoài đó. Lổ số nhá. Đi đâu kia bác? 037 nhà này. Lại số khác à? 77 2 triệu ơ. 4547 5147 4147 47 là nhau 037. Báo giá thì báo giá sơ bộ đi. 2 lít rưỡi. 2 lít rưỡi, tôi còn mấy cái này. À thì lít sữa không đấy. 2 củ rưỡi. Lít người ta lại tưởng là 2 củ rưỡi. Củ lít người ta lại gọi đến lại bảo là không phải chết. Có đều bán cho. Này là triệu rưỡi. Trong kia nó là hai chai. Hai cái rưỡi. Ở chú đẩy này chậm thế. Dạ, đẩy chậm. Bận lắm em có phải có nghe đâu. Về đi làm mà. Ông chưa sang ra lại để trình quay đẹp. À. Cũng sơ sơ còn phải chỉnh sửa nhiều. Chưa chung cư à? Nhà nhưng mà nhà nó trần. Trên trần à? Chưa trên trần. Ui, này thì không lo đói, lắm gạo quá này. Toàn hạt gạo này. Bao tiền một hạt gạo này đấy anh Trung? Anh Trung ơi. Hả? Bao tiền một cây hạt gạo này? Cắt tẹn được nó mọc một chiếc này. Đấy. 1,2 triệu một cây. 1,2 triệu một cây. Cái nào thì lấy. Đẹp đấy nhỉ, cái này về làm thay chậu làm tiểu cảnh đẹp. Này cho tiểu cảnh. Dạ. Tân Phú hạt gạo. Đấy, đang tím ngắt. Lá như cái hạt gạo ấy, mà có cái hạt gạo to bây giờ là vẫn là hạt gạo to hơn. Đây cho vào cái chậu tàu để bàn rực rỡ hoa nhìn sướng mà lại cây thật. Rẻ như mua một bó hoa tặng người yêu. Hoa chơi phải mãi mãi. Mua bó hoa giờ cũng 1 triệu bạc. Ngày lễ rồi. Đây là cây sống quanh năm có hoa. Đây cái này hay. Mà cũng chỉ có 1 triệu. Cái này hay. Anh nhớ. Không ngây hết cả người. Hồng Mộc Mai. Một góc đúng không ạ? Góc 3 thân. Thế là hôm nay mang có 3 cây à? Hả? Mang có 3 cây đi thôi à? Mang có 3 cây đi thôi à? Mang 2 cây đẹp. Bên này nữa đúng không? Ờ, cái đấy đâu. Vậy đấy. Bên này bao tiền? 1,5 triệu. 1,5 triệu. Cái này trọng đắt thế nào, vẫn có thì nó không sợ, không người ta đọc không quen đâu. Rồi. Cái lùng 9 rồi. 833 608 608. Rồi. Đi đây à chú. Đây này 2 triệu. Đây chỗ này. Đẹp đấy. Tuyệt vời. Đấy, tựa là lá nó già, lá nó già, lá nó già. Cái này chưa phải cắt bỏ. Của em thôi chứ.